Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game này có tên là Dungeon of Winterburn. Nó giống như cái tấm hình nền anh em đang xem như nào. Chủ đề nó tương tự thôi chứ không phải là một game đó nha. Vẫn là một cái dungeon ở một cái thành phố nơi chúng ta có thể mà đi du lịch khám phá rất nhiều thứ. Ở cái thành phố Winterburn này, tự nhiên nó mọc ra cái dungeon đầy yếu tố ma pháp luôn, nên người ta biến nó thành một cái địa điểm du lịch. Chúng ta thì trong một cái người làm nhân viên làm công ăn lương mệt mỏi quá, nên đến đây là nghỉ dưỡng, sẵn tiện thì ghé thăm mấy cái dungeon như là một mạo hiểm giả luôn. Chủ đề nó rất đơn giản, nhẹ nhàng và thú vị nha, nên không có đề cập nhiều cái tính năng như là cơ chế gameplay phức tạp là hai co dễ đố gì nhiều quá. Nó chỉ đơn giản là chúng ta đi thư giãn thư thái như thế này thôi. Con game này anh em mà tưởng tượng cái lối chơi nó giống như còn Hi-Fi Rush nữa, nó kết hợp khá nhiều thứ luôn, yếu tố di chuyển rồi combat trong một cái vùng nhỏ như thế này. Combat nó cũng là tương đối đơn giản, không có quá nhiều thứ phức tạp đâu, chắc là chuột trái chuột phải rồi một hai cái kiểu gì đó. Thì trong cái chuyến hành trình thì kết hợp thêm một số yếu tố di chuyển như thế này, ngoài ra thì thêm cái giải đố nhẹ nhàng nữa, đánh bại quái vật rồi dành cái kỳ nghỉ của mình ở thành phố Hinterburg. Ô, game này là cảm ơn Dev đã gửi cho tôi luôn cái bản DLC này nha. Khá là bất ngờ. Mà DLC này nó cũng không quan trọng, một cái là nhạc nền 47 bài nhạc, còn một cái là cái quyển nhạc bút thôi. Game này thì đồ họa là anh em nhìn sẽ tương đối đau mắt một tí, cái nó đi nét viền rất là đậm luôn, sử dụng rất là nhiều cái tông màu đối lập với nhau. Cái tông màu nó cũng chơi toàn tông màu đậm không nữa chứ. Nét viền nó thì rất là dày, nó dày từ những cái nét viền bao bên ngoài cho đến những cái chi tiết vật thể luôn nha. Như anh em nhìn cái mặt đất nè, nó làm rất là đậm luôn. Nhưng mà nhìn nó cầu kỳ như thế thôi chứ con game này tối ưu cũng khá là tốt. Tôi mới vô option setting hồi nãy thì nó vẫn dậy được tương đối mượt mà. Game này cũng cover game Colorful luôn nè, đúng rồi đó, rất là đậm cái màu sắc. Thôi dừng game thôi. À đây, nó tải về cái này xài sao ta? Ủa, nhạc đâu ra vậy? À đây 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 đây, lần đầu xài này hơi bỡ ngỡ tí, anh em thông cảm. Ồ, đến giờ tôi mới biết thằng Steam nó có cái trình nghe nhạc nào tương đối ổn áp như thế này á. Chỉ mức cơ bản thôi. Rồi, chúng ta bật tiếng nhạc thì trong lúc chơi game chắc bật nhạc. Đến giờ thì tôi không có xài mấy cái DLC âm nhạc nhiều lắm, thường thì sợ dính bản quyền. Nhưng mà bây giờ thì cái kênh này làm gì sợ dính bản quyền đó. Cover Game, một cái hãng mà tôi đã chơi rất nhiều game của họ. Migobot à? Con chim bé nhỏ à? Con này nhìn giống con ếch chân dài á. Úp à? Game này thì nó là một thế giới viễn tưởng thôi, nên có trùng hợp ngẫu nhiên cái gì đó thì chắc ăn là không có rồi. Ở trên đời này làm gì có cái hang động nào đâu. Đây tôi mới vô setting một số cái thứ cơ bản như là cam chuột, cái tốc độ mượt, rất nhiều thứ. Option của game này nó cũng là khá là đơn giản, không có gì nhiều cả. Cái này thậm chí là nhà phát hành còn tắt cho mình cái tính năng bất tử luôn đó nè. Rồi rồi, tốt bụng hết á, dành cho mấy người già già như tôi. Cái này thì mấy cái hiệu ứng giảm hình ảnh này, giảm rung lắc màn hình. Rồi chúng ta vô game, có ba chế độ chơi luôn, đúng là cái kỳ nghỉ dưỡng luôn, một con game rất là nhẹ nhàng. Còn cái này là thôi normal được rồi. Nếu bạn nhìn thấy cái tín hiệu này, đợi tí đợi tí, game này là thổi nó cũng tương đối nhiều nha. Mù mù tiếng Anh cho tôi thì cố gắng đọc hiểu sơ sơ chứ không có dịch nổi đâu. Khi mà tôi lên năm, bố mẹ tôi đi đưa đến một cái vườn bách thú thú ở gần cái Vina, nó cách khoảng là 1 giờ lái xe. Vườn bách thú này nó dạng như một cái công viên ở Việt Nam không chừng. Ngay chính giữa phía bên phải thì một cái hang động được hàng rào bao phủ lấy. 20 năm trước tôi vẫn còn nhớ. Nhớ cái gì? Bởi vì đó là nơi ở của một cái phù thủy. Ồ, bố của tôi cười vào cái trí tưởng tượng phong phú của tôi, nhưng mà cái trò đùa phù thủy nó chỉ là một cái bóng mà thôi. Vấn đề không phải là điều ông ấy nói. Đối với tôi thì cái hang động nó rất là đặc biệt. Không chừng hồi bé con này nó thấy là thấy thiệt á. Tại bây giờ cái khu Hinterburst đó, nó trở thành một cái vùng mà nhẹ như có mấy cái đinh gần, có ma pháp đồ rất là nhiều thứ rồi. Khi tôi còn bé thì mỗi nơi chúng tôi đi qua đều rất là đặc biệt, mọi thứ đều có cảm giác bí ẩn và phiêu lưu hoang dã rất là nhiều. Còn nhỏ ai không vậy? Một cái khúc cổ anh em cũng có thể cho nó thành một cây kiếm nữa mà. Một cơn gió thoảng qua thì cũng có thể cho chúng ta thành một cái phù thủy đích thực. Tôi nhớ cái điều đó. Lần đầu tiên đến đây à? Bạn có muốn ở cùng chúng tôi không? Cái này chắc là đi du lịch thôi chứ đâu có ở đây luôn á. Rồi mình không trả lời ổng luôn. Ngày dài ở công việc văn phòng,
ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, cuối tuần thì nằm dài trên ghế đó và ngủ gục thôi, không có việc gì làm cả, không có cách nào xả chết trong công việc. Chơi game nào. Nếu lần đầu bạn đến đây thì có thể ghé qua trung tâm spa của tôi, gần đây nó mới mở cửa lại. Ông đã nói chuyện, mình suy nghĩ một chuyện, hai bên nó không ăn nhập gì với nhau luôn. Hy vọng ở đây sẽ thay đổi được phần nào, không còn nơi nào trên thế giới mà tuyệt vời hơn, đặc biệt hơn cái Hintober này. Đó anh em nhìn cái đồ họa đó rất là chi tiết luôn thấy không? Cái khúc cây mà nhỏ nhỏ ở xa nó cũng tô điểm rất là đậm đó. Có 25 cái hầm ngục ma thực được phát hiện trên thế giới, nằm ngay chính giữa cái dãy mà Albert này. Cái dãy núi Albert cũng mới coi cái clip du lịch của mà em gì đó. Con bé gì nó hay đi vòng quanh thế giới á, cũng mới ghé qua cái dãy Albert này, nhìn nó rất là đã mắt luôn, rất là rộng rãi. Trên game như thế này thôi chứ ở ngoài đời là nhìn nó cực kỳ hoành tráng luôn. Có 25 cái hầm ngục ma pháp nó nằm rải rác ở trên thế giới này, chính xác ngay giữa cái dãy Albert này. Cái giới truyền thông thì gọi đây là cái trò lừa mà thôi. Sau đó thì họ phát hiện ra rất nhiều thứ nữa. Có thiệt chứ sao lừa, game mà. Ngay bây giờ chúng ta đang ở đây nói có thật, đó là nơi tôi sẽ dành cái kỳ nghỉ ở đây một vài tuần. Không biết con game này có giới hạn thời gian hay là gì không ta? Có thì nó cũng hơi khá chán á, chứ tôi thích là tự do ở đây khám phá đến khi nào chán thì thôi. Đây không phải là nơi một cái sinh viên pha lực năm cuối như tôi nơi ở chỗ này. Cái phong chữ này thì cái tôi dịch là nó không dịch được đâu nha. Tôi đóng mò nên có sai sót gì anh em không cảm, mù dữ mà. Rồi, mình phải đi chết in cái đã. Điều này tốc độ chuột nó hơi nhanh tí, nhưng kệ đi. Đồ họa đó. Rồi nó không cho mình đi ra luôn, nó bắt mình phải vô cái phòng khách để chết in. Hay nha, để tương tác. Chủ trí. Không khí thì rất là đậm cái mùi gỗ. Nhớ về cái kỳ nghỉ mà khi tôi còn nhỏ đã từng đến đây. Đúng là cái chất hoài cổ, mùi gỗ thì. Chào mừng đến Hintober. Luisa Dofer. Thôi kêu mình bằng bé xa được rồi. Hẳn rồi, phòng của bạn là 102. Điện thoại của tôi thì không nhận được tín hiệu ở đây. Trong phòng thì nó có mà nhận được không? Cái bao chơi này hình như là cái tờ hướng dẫn khi mình đi du lịch thì phải. Bạn có đọc cái tờ hướng dẫn du lịch chưa? Không có tín hiệu nào ở xung quanh cái vùng Hintober này cả. Internet cũng vậy luôn. Đó là cái do sự ảnh hưởng của ma thực. Thôi, tôi cũng không muốn là đọc cái email làm việc cả ngày ở đây đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho bạn. Nó sẽ mất khoảng nửa giờ đó. Rồi. Tôi không thể đợi để được mà đấm cái bụng quái vật đó đâu. Có nơi nào tốt tốt ở chỗ này không? Để tôi gọi điện cho Galao, anh ấy là một cái người hướng dẫn ở đây. Anh ấy sẽ là cho bạn cái những cái đinh gành dành cho người mới. Rồi ok. Có hướng dẫn viên du lịch đi mà mấy cái đinh gành đồ luôn á nha. Nhìn như cái thế giới mạo hiểm giả mà ở bối cảnh hiện đại á. Anh em thay vì đọc ở cái chuyện chuyển sinh Nhật Bản thì bây giờ thử qua cái này, bối cảnh hiện đại hơn. Rồi, gọi đến trung tâm du lịch đó, sắp xếp cho một vài phút nữa là xong. Game này nhìn kỹ thì nó cũng đẹp hoài hòa phết đó chứ. Nó cố ý làm ba cái điểm nôi á, anh em nhìn mấy cái hộp mà mấy cái bát gạo nó có mấy hộp chấm chấm là cái điểm nôi á, nó làm cái đó thay vì đổ bóng một cái bạc luôn thì bây giờ nó đổ bóng bằng mấy cái chấm đó. Nhưng mà công nhận đau mắt thiệt. Kalao thì đang đợi bạn ở cái mà trụ sở du lịch đó, tôi đã đánh dấu cái địa điểm đó trên bản đồ của bạn. Đây à, đây nè, Kalao nè, ông già Noel nè. Mình thì có hai ba hướng đi lên chỗ này, đi cái đường dưới này gần nhất, đi cái đường trên. Bản đồ này béo ha. Cũng không có di chuyển được luôn. Chỉ là xem được cái góc này thôi. Con đường nhanh nhất để đến đó là đi qua biết con đường ở phía bên phải, nó không tốn nhiều thời gian đâu. Kìa, nó có ghi chữ tao ghế tên phone rồi. Sử dụng bản đồ. Nếu mình không thể tìm thấy nó. Chỉnh chỗ này đúng chiêu luôn á. Ở ngoài đời là anh em cũng có nhiều cái chỗ như thế này nè, ở xứ bản á, tại cái con đường nó dốc rất là nhiều dốc luôn, nên cầu thang mấy cái dốc hướng lên như thế này rất là nhiều. Nó không cho mình đi du lịch ở đâu, đi vòng vòng cho nó bắt mình đi thẳng vào đó thôi. Không cho mình khám phá thành phố. Game này không có nút nhảy nha, nút nhảy là nút lăn nè. Rồi nó không cho mình đi đường luôn, nó bắt mình nhấn E. Ai đây, em nào đây? Lần đầu đến đây à? Rồi, nó em nó chỉ cho mình xuống cái chỗ đó, nó nằm ở ngay dưới này.
NPC cũng nhìn như ma ảo vậy, anh em nhìn thấy chưa? Tự nhiên hiện ra từ không gian xong rồi biến mất. Giống phim kinh dị phết á. Rồi, nó ai cũng bắt mình đứng đến cái trung tâm hướng dẫn này cả. Đây nè, ổng đang đợi có cái đồng hồ nè. Tận hưởng cái cuộc mà hành trình của bạn. Phao lành lơi xa phải không? Rồi, tôi là bé xa đây. Câu lết on bay chơi. Khá là nổi tiếng ở cái chỗ này, đã từng thấy trên cái TV. Nói về cái kỹ năng của anh ấy. Tôi nhớ đã từng gặp bạn trên cái TV nào đó. Tôi biết bạn là Lao. Trên một cái chương trình TV gần đây. Đúng rồi. Rồi, đi thôi, ok. Chúng ta sẽ khám phá cái địa điểm hầm ngục đầu tiên, viên tinh thể. Cái đinh gần đầu tiên của chúng ta nó là ở cái em bác Shigi Bermanader gì đó. Không có đọc chữ được, gọi là CC thôi. Em ghét CC. Nó thì có một vài con quái vật nó nằm ở trước ngay cái cổng mà photo luôn. Sẵn sàng chưa? Có photo thiệt luôn hả? Tôi tưởng đâu cái hầm ngục là cái hang động thôi chứ. Nếu như có cái photo là không chừng có ma pháp thiệt đó. Đi du lịch mà mới đến nơi là phải cầm kiếm đi chém nhau rồi, anh em thấy khổ chưa? Game này nó không có nút nhảy nên cũng hơi tù lù tí. Đây là những con cobot. Nó sẽ tấn công bạn khi bạn đến gần, đến đủ gần nó. Rồi, có cái gì ở đây không? Thôi làm thôi. Mấy con này chắc dạng như goblin mà nhỏ nhỏ thôi chứ gì. Rồi, chuột trái là đánh cái đòn lai attack, chuột phải là heavy attack, 1 đam, 3 đến 5 đam. Heavy thì nó mạnh hơn, thì chắc ăn nó cũng chậm hơn rồi. Đây, heavy đây. Một. Ê, đang thử kêu. Combo, combo. Game cũng dễ, tốt lắm. Tôi thấy bạn làm chủ được cái hành kiếm của mình đó. Tiếp thôi. Này giống những cái thùng rác quá ha. Đúng là cái khu du lịch thiệt á. Đi mà một vài cái chỗ cây nó treo trên bệ cổ luôn. Nhìn thấy cái quả bóng này chưa? Nó sẽ hồi báo cho bạn. Chém nó bằng kiếm của mình. Rồi nó hồi HP và MP luôn. Ủa con game này có mana nữa hả? Có 4 vạch mana rồi. Tôi tưởng thể lực chứ. Bây giờ hãy thử né cái đòn tấn công của nó trong lúc đánh nhau. Rồi ok. Rồi né chuẩn chỉ tí thì không cần phải vô bệnh viện đâu. Né không chuẩn thì một là lót xếp, hai là hồi máu, hai là ba là vô bệnh viện. Ây. Né. Nhận được cái mà găng của quái vật. Rồi, nó là những cái cơ bản đó thôi, ngoài ra còn một số cái phép thuật nữa. Nhưng mà đòn tấn công vật lý néo quái vật của mình nó luôn luôn rất là hữu hiệu trong mọi trường hợp. Xài phép thuật đi anh ơi, em muốn cách kêu thử coi. Đá ở đâu nó lỡ cho anh xuống thấy ghê nè. Cái gương. Nhìn thấy nó là một cái gương kho báu đó. Rồi, nó xuất hiện ngẫu nhiên cách như thế này à. Biết cái điều đó đúng rồi. Đợi gì nó mở nó đi. Mở ra con Mimit luôn đó. 500 HP, đó là 500 Thunderbird. Cái đơn vị tiền tệ thành phố này luôn hả? Thunderbird không có sử dụng đồng ở gỗ đây à. Nó thì không chỉ dành cho mấy cái là lọ thuốc hay là trang bị gear hay cái gì đâu. Thị trưởng Warnet đã xem nó như một cái đơn vị tiền tệ ở cái khu vực này luôn rồi. Chắc là để giữ chân mấy cái người khách du lịch như mình nè, nên ban ra cái đơn vị tiền tệ mới dành cho những cái đồng tiền phát hiện trong này luôn. Không biết nó có gì đặc biệt quá. Đừng lo, cái khách sạn nhà hàng thì vẫn sử dụng cái mà thẻ tín dụng của mình được. Rồi khúc cua bên phải là bên đó là đây nè. Vô, vô anh ơi. Đây là cái đinh cổng đinh gành đầu tiên của bạn. Thanh niên này thì sẽ đi theo sau lưng để bảo kê cho mình trong mấy trường hợp xấu nhất. Xấu lắm thì cùng lắm thì nhặt xác mình đem về thôi. Cái stamp book hả? Rồi, ok. Có thanh niên này bảo kê phía sau mà.
đầy máu này không cần giặt mấy này đâu. Nhìn cái đám mây nó cũng thiết kế khá là dị dị nữa. Game này được đánh giá cũng khá là cao nha. Tôi đọc mấy bài review thì họ khen nhiều lắm nên tôi cũng mới thử qua. Nhưng mà lối chơi nó cũng tương đối chiêu chiêu nhẹ nhàng, chưa thấy gì quá ấn tượng cả. Thôi, đương nhiên đến đây rồi thì vào thôi. Ngày thứ nhất, ngày 1 buổi chiều, 500 Thunderbird. Thunderbird. Giống như công viên quá vậy. Chung cứ giống như là một ngày hôm qua tôi vẫn đang còn ngồi ở cái mà văn phòng chờ đợi rất nhiều thứ khác biệt cho nó. Bây giờ tôi đã ở đây trong chờ nhiều thứ điều gì đó đặc biệt đó. Hôm qua còn làm việc mà hôm nay đã đi du lịch này, sung sướng như thiệt. Tôi phải ngồi đây chơi game cực khổ như thế này. Đây là cái điều khác biệt duy nhất mà tôi có thể. Lao thì đang đến phải không? Lao đâu? Rồi đi vòng vòng đây khám phá thử đã. Đi ra được không? Được luôn. Chỉ là không sợ bị bỏ lại rồi. Không có hái cỏ hái cây gì được nha. Không có leo qua chỗ này được luôn. Ồ, game này cơ chế leo trèo của nó là cứ giữ nút đi thẳng thôi chứ không có bấm gì luôn á. Nên nó khá là tù đùng tí. Ủa sao thanh niên đó trên đó vậy? Tổng chức cái đinh gần này trông có vẻ là hơi lạ lạ tí. Cái photo thì nó chia chúng ta thành hai cái nơi khác nhau. Nhớ cẩn thận nhé. Tôi sẽ gặp cậu, tôi sẽ gặp cô ở khúc cua phía trước. Khúc cua nào? Trên đó mình lên được đó. Game này nó di chuyển chậm chậm thì tù tù sao á. 62, nãy lụm 500 mà bây giờ lụm có 62 vậy hả? Được cái đồng con gì với cái thành tựu vô luôn nè. Nhảy qua ba chỗ này nhảy sao? Phá mục tiêu bằng cái chuột chữa, sau đó chuyển bằng cách cuộn chuột. Thôi, cái nút chuột chữa đó tôi khó bấm đó. Con này nó có chiêu đánh xa hả? Rồi đạn nó đuổi luôn kìa. Mình chỉ được mà đi trong cái phạm vi nhỏ nhỏ như thế thôi. Leo lên đi. Ừ, leo luôn. Animation nó làm cũng không được mượt cho lắm nha. Rồi, chưa có đường xuống đây nữa nên cứ đi thẳng về phía trước, nhảy qua cái mấy cái bậc đó. Leo lên tường thì chỉ việc di chuyển rồi nhấn nút cấp à. Điều khiển gì đơn giản gì vậy đó hả? Ủa? Vì sao nhảy qua? Rồi, nhấm nhấm nút ship ngay đó. Rồi điều khiển con này nó thô, nó cứng quá. Không được mượn như tôi tưởng tượng này. Đúng là game này nó mang tính nhẹ nhàng là chính. Không có nặng cái co gì cả phần điều khiển, cơ chế di chuyển hay là cung bám gì cả. Cái mặt đất phía trước đang cung kinh thì phải. Máu mình cũng chỉ có 3 vạch thôi. Chết. Mới hiện ra mà nó đánh mình văng một phút luôn. Phá mục tiêu cái con này nhưng mà nó đánh vào con kia. Ok, cơ chế chiến đấu thì cũng tạm tạm, không lụm đồ dùm luôn hả? Nhà cửa ở mấy cái khu này nhìn nó ngổ ha. Rồi cất kiếm vô đây. Ở đây có nữa nè. Sao phải đi vòng? À, chém cái này để cái nền nó sụp xuống. Gương gương, cục này màu đỏ hả? Rồi màu đỏ là đúng ghét. Lừa đảo. 500 nữa là 1.000, 1.200 rồi.
tiền này lên 500 nữa. Giải đố cũng có đó, nhưng mà nãy giờ chỉ thấy là tìm đường với giới thiệu cơ chế mới thôi. Chắc đầu game thì nó đơn giản như vậy. Nên chỗ này đi vòng qua chỗ này, vòng từ cái chỗ này. Còn cộng cái bản thì nhảy từ cái dốc đó lên. Đây là gì? À, có bóng đèn, trời ơi. Có đường ẩn hay cái gì không? Mình sao nhảy lên đi. Tưởng nói bác phải nhảy từ bên đây à. Trời ơi. Rồi ok, cái bức tượng gì thế gớm gì nè. 80 km/h. Game này anh em chơi tay cầm á thì nó hợp hơn. Chơi phím chuột như tôi thì nó lia cam không có mượt lắm. Với mà phá mục tiêu rồi chiến đấu đầu nó cũng không có ngon nữa. Thôi. Sao mà cứ mỗi người đi một đường như thế này? Động đất ở phía trước kìa. Đừng nói boss nha. Tôi không muốn ăn hành ngay lúc đầu game đâu. Mino Gambit, tên Tesla Equipment of the Inner Dungeon. À, cái đánh mấy cái xúc tu đó. Đánh cái nửa cây máu rồi, đánh hai cái là xong luôn á. Ai nhanh, ai nhanh, ai nhanh. Cứ đơn giản là chạy thẳng thôi, không suy nghĩ gì cả. Dũng, bắt đầu chơi Dota 2. À, bắt đầu mới chạy đây chém nó. Chỉ thôi đó, thôi game dễ, già già như tôi vẫn chơi được. Đi xa, đi thôi, ngay bây giờ, đi đâu? Nhảy lên trên nó, mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ rồi. Đến gần nhìn con người mới mà như vậy đó hả? Từ từ cái nó. Thôi tôi muốn, mấy muốn chơi nữa đâu, cho tôi về văn phòng làm việc tôi. Sử dụng cái sách phép của mình. Thành tựu đầu tiên, mọi thứ vẫn còn rất là rung lắc luôn. Hoàn thành cái đinh gần đầu tiên này. Cái này như cái quyển sổ du lịch đánh dấu của mình vậy đó. Tiếp theo là cái hầm mỏ bỏ hoang. Cái hang động khổng lồ. Cái đường hầm sứa, đường hầm mềm nhũm. Một cái cây thụ thần, cây cổ thụ. Nhiều thứ phết đó chứ. 12 nè, 12, 24, 25 là tổng cộng có khoảng 25 cái anh em, việc anh em có thể làm trong cái chuyến du lịch này. Rồi có đi ăn uống nhậu nhẹt hay là cái gì không? Massage đâu không? Bạn có muốn xếp game thủ công không? Có. Không lần mình là tên gì đó, hồi nãy tên là gì, bé sao không, bé sao cô khiến chúng tôi cực kỳ lo sợ đó. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhớ đang ở trong cái linh gần thì nó sập lại. Lao đã mang cô đến đây sau một cái cơn động đất đó. Rồi tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra lúc nhất có thể cho cô, nếu như cô vẫn ổn. Rồi yêu cầu bất cứ cái gì nếu như mình cần. Anh em thấy mà đi du lịch thấy ghê chưa, mới có ngày đầu tiên đó, buổi sáng thì chúng ta mới đến thị trấn này, buổi trưa đi vô đình gần, bây giờ buổi tối.
Bên bển hay có kiểu nhà mà cái máy xéo như thế này ha, nó dạng như cái chăn trên mà cái găng gác xếp vậy. Tin tức địa phương mới, một cái trận động đất nhỏ đã được ghi nhận tại cái mà Kintober này vào buổi chiều nay. À, đang xem thời sự trên TV rồi. Kintober là một cái điểm nóng của cái phép thuật, đã có khoảng 25 cái đinh gần được phát hiện chỗ này chỉ trong khoảng 3 năm gần đây, 3 năm thôi đó. Thị trưởng Gagin quên thôi. Đã theo dõi cái dự án này vào tối nay vậy đó, blab blab blab. Rồi, ok. Cái điều này nó không thường xảy ra đâu, thi thoảng nó mới xuất hiện cái. Rồi, cẩn thận khi tham gia mấy cái đinh gần, nó có thể là bị thương. Ngày đầu đi du lịch mà đúng khổ luôn. Tối nay thì mất ngủ rồi đó. Nhắm mắt lại thì thấy cái cảnh mặt đất nó rung chấn ngay trước mắt mình. Cảm giác chạy thục mạng gì dưới sự sống. Thôi đi ra chơi đi. Ừ đúng rồi đó, tôi cần phải đi uống cái gì đó, tôi cần một cái vé mà đi xe lửa hoặc là cái gì đó đó, đó. Bà lát đi ăn nhậu coi phim gì giải trí ấy. Game này đâu phải mỗi chi đi mỗi đêm gần. Thành phố này đẹp phết đó chứ. Không khí ở đây rất là trong lành và tuyệt vời luôn, cơn gió nhẹ thoảng qua những cái bài hát du dương dành cho những cái mà ảo hiểm giả mà thích nhâm nhi cái ly rượu như thế này. Ai đây, ai đây? Ờ cái em này nãy nói chuyện với mình đâu phải không? Alex, ngày đầu tiên đây đúng không? Ở Việt Nam mình là tôi nghĩ lừa đảo rồi đó. Thôi, tốt nhất đừng có trả lời, từ từ suy nghĩ kỹ cái đã. This is a method. Luôn luôn giống như kiểu à. Thôi, đừng có cục xúc gì. Thôi. Tôi đang tìm kiếm một cái kỳ nghỉ ở đây là chính luôn. Tôi không biết tôi đang nghĩ cái gì. Ngủ không? Kêu Đạt dạ đi ngủ luôn cái ơi. Phiền không nếu tôi ngồi ở đây. Cậu vào cái đinh gành ngay đúng cái thời điểm động đất à? Ngày đầu tiên mà trông có vẻ tan tác như thế hả? Rồi, tôi đã chạy thục mạng gì nó luôn. Cái đinh gành bắt đầu sụp xuống dần dần. Tôi đã nghĩ là tôi rất là sợ hãi. Tôi ở trong mà đô bếch con cơ, nó cũng hơi rung lắc một tí. Chữ gì quá vậy? Mà nó phải cánh phóng viên nhà báo gì cả, mình ở đây chủ yếu là nghỉ để chơi thư giãn giải trí thôi. Chính xác thì bạn tìm hiểu cái điều gì ở đây? Đi chơi mà. Rồi, chỉ là đến đây nghỉ ngủ ngơi, ngủ nghỉ là rất là nhẹ nhàng như thế này. Tìm kiếm một thứ gì đó khác, một cảm giác mà tôi luôn nghĩ là mình thông minh hơn phía đây. Tôi thì không có như vậy đâu. Tôi chỉ nghe lón thoáng về cái nơi này, nó là một cái món hời lớn. Em này đừng nói đến đây để kiếm tiền à. Bắt đầu nghiên cứu ma thuật kiếm tiền rồi cái này. Ngày mai thì cô sẽ bắt đầu học cái phép thuật đầu tiên. Gì? Nó cảnh báo mình mất tích à? Không biết đây là kỳ nghỉ hay là lãng quạng cái mà mình hẹo luôn ở chỗ này á. Không biết có bảo hiểm hay là cái gì không đó. Ngủ rất sâu giờ tối qua. Một ngày mới rất dài mới bắt đầu. Không phải trường đại học ở văn phòng nữa. Rồi. Chỗ này nó có cốt chuyện đá đép hay gì không ta? Khi vào phòng là nó chỉ nhẹ nhàng như thế này thôi, chứ mà sâu xa đắt ép quá thì cũng mệt lắm. Nhất là cái ông thị trưởng, nãy giờ nhắc về cái ông thị trưởng nó mấy lần rồi đó, một hai lần đó, không biết sau này có gặp ổng hay là cứu ổng như cứu tổng thống hay gì không. Mình đã bắt đầu đặt cọc chỗ này rồi, đã trả tiền cho nó rồi, nên lúc nhất là tận hưởng nó thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một phần trong tôi đã có thay đổi rồi, xem nó là cái điều gì. Lại con bé này nó chuẩn mặc bộ đồ tối qua luôn. Thôi, tôi quyết định là không có trở về tiếp tục cái công việc mà lực nhầm chán ở đâu. Tiếp tục cái kỳ nghỉ ở đây thôi. Rất vui nghe được cái điều đó.
Đinh gần ở đô cơ gì đó, đô bơ gì đó là nơi tuyệt vời để thử cái phép đầu tiên của mình, đánh dấu ở trên bản đồ đấy. Thì có thể đi bằng cái đường cáp treo ở trên núi đó luôn, nó khoảng đường ngắn, nó có một vài con quái vật, một vài con đố, không có gì làm khó mình cả. Rồi thì bắt đầu. Em đây có gấu hả? Ủa, mình muốn đi đâu vào ngày hôm nay? Được chọn luôn đó hả? Độ khó 1, độ khó 2, độ khó 3, 7, 3, 4, 7, 8. 1 thôi, 1 thôi ông ơi. 1, 1, 3, 5, 7. Tấn công của mình là gan 1, phòng thủ cũng gan 1 luôn. Cà phê và bánh kem. Giờ này bắt đầu giống giống mà Persona đó. Chia ra cái lịch làm việc hàng ngày coi mình phải đi đâu, dành thời gian chỗ nào, tăng cấp những cái chỉ số gì. Nhưng mà chắc nó không có mà. Không, mở cái địa điểm mà chơi vờ mới. Đồ này làm rớt giữa đường như nào? Ai đây? Chào em. Tôi đã hoàn thành 3 trong số 7 cái đinh gơ ở đô cơ này. Hy vọng là sẽ tìm cái hoàn thành cái thứ tư vào ngày hôm nay. Bản đồ nè. À, phát cho vờ. Phát cho vờ đi. Ủa, điên nào vậy? Anh, điên nào anh? Hồi nãy con bé nó bảo là đi cái cáp treo từ dưới lên, mình đi cáp treo rồi lên đây, xong rồi chắc mình đi theo cái tuyến đường này. Sao mà khó đi vậy nè? Có ở đường dưới cũng có cái đường đó nè. Thôi đi dưới này đi cho nó tăm tối, với mà nó gần mấy cái mé vực này. Đi thẳng này rẽ phải rồi đi xuôi theo con đường rồi được. Thẳng này rẽ phải xuôi theo con đường bên này. Kích đi làm. Chào mừng mạo hiểm giả, chào mừng đến với Dober Koger này. Nơi mà ta vô quân binh gâu gì đó. Nơi này là gì? Chính xác thì nơi này là cái gì? Đây là cái khu vui chơi của trẻ em. Gần đây thì nó bắt đầu trở thành cái khu huấn luyện rồi. Nếu bạn muốn trở nên là thành dân chuyên trong cái lĩnh vực này. Nó có an toàn không? Với vật có quanh đây không? Có một vài con ông bà cô bóp thôi, dạng như goblin ở đây thôi, xuất hiện thỉnh thoảng. Không cần lo cái gì cả, mấy đứa trẻ cũng lo được cái đó. Đây là ngày thứ hai tối này, nhưng mà ngày đầu tiên ở trên núi. Mình giả vờ làm newbie thôi, newbie. Bạn chưa có học được cái phép từ nào à? Rồi, nó rất là thú vị đó. Mình học cái phép này sau này mình đi ra mấy chỗ khác mình còn cắt được không? Hay là chỉ xài ở cái chỗ này thôi? Mình phải học cái kêu ở cái điện thờ đó. Mình sẽ nhận được sức mạnh ở đây, một sức mạnh ma pháp thực tế trong cái đời sống thực như thế này. Ngày đầu tiên mình đến đây á, thì giới thiệu một vài cho mình một vài cái lọ hồi máu à. Ô, 3 lọ luôn. Đây là cái màn hình nơi mà mình có thể gắn mấy cái lọ hồi máu rồi vô. Gắn sao? À, tiếp 3, được phải đóng cửa sổ. Rồi, vui vẻ nhé. Cái hành trình này rất thú vị đấy. 15. Ồ, có mà mấy cái nón như của dân mà chị xe đạp á, đuôi xe đạp á. Bên dưới ha. Đi thẳng cái hướng này, như hồi nãy là đi thẳng cái hướng này nè. À, đi thẳng cái hướng này, vòng qua cái cua núi đến đây thì vòng qua cái này luôn. Không dừng cái chỗ sáng sáng ở trên bản đồ á. Bò kìa. Tốt nhất là để lũ bò nó yên đi, đừng có chọc nó. Cái gì vậy? Chơi mấy con game này là phải lụm đồ. Nhảy này chết không? Ê! Thôi, cô là người mới đây à, có nghe đến cái điện mà cái đền thờ đó chưa? Cứ vui vẻ, cái từ đầu tiên thì tốt nhất là... Ủa, cái này chỗ nãy thôi, phát cho bồ thôi. Cái hầm mỏ bên trái, cái điện thờ bên phải, đi bên phải như đã. Ôi, bữa nay không ai hướng dẫn mình ta, hôm qua mém tí nữa là hẹo luôn rồi.
Blue Chip là cái gì? Đó là cách để mà nhận được cái phép thuật ở đây à? Phần chú phép thuật hay là nó chết cái bản năng hay là cái gì đó? Tiền đường đó. Anh làm gì ở đây đó? Đang cầu nguyện thôi. Đó là điều chúng tôi làm với khoa học thôi. Chúng tôi thì không thể mà có bất cứ cái gì đánh giá gì về cái chuyện này nữa vậy. Ông này chắc là giáo sư ở đây nghiên cứu á. Cái chỗ cấp phép này chính xác là cái gì? Tiếng game lớn quá ta. Tiếng nhạc lớn quá. Để giảm lại cái. Không giảm được. Đây là nơi mà các điểm phép thuật nó hội tụ lên, hay là cái ống dẫn truyền cái phép thuật cho mọi người gì đó. Đừng có giải thích mấy cái vấn đề này bằng khoa học. Tốt nhất thì nên trải nghiệm nó như cái phép đi. Có rất là nhiều cái phép thuật khác nhau ở những cái nơi gãy gác ở xung quanh cái Hintober này. Và chỉ một vài nơi trong đó thì mình mới có thể nhận được mấy cái phép này thôi. Cái đền thờ này nó rất là... Ví dụ như cái đền thờ này nè, nó sẽ cấp cho mình cái phép đầu tiên luôn. Chỉ có thể sử dụng ở cái Dober này. Mấy chỗ khác không được, đem ra ngoài cũng không được luôn. Đây một phần mới là cái ví dụ đơn giản thôi. Bạn muốn cái vị trí của mình nhảy từ 2 đến 3 mét cái đền thờ này, đi đến gần gần nó, cách 2-3 mét á. Sau đó nhìn nó, nhìn nó kỹ vào, rồi là xong. Tập trung vào. Nhìn vô ánh sáng như thế này là mù mắt luôn đó nha. Gì áo ma gì gì nè. Ồ, kỹ năng chính của mình là cái cầu lửa hả? Ném ra cái khối cầu, nó sẽ nổ như thế này, nút dép. Whipping ball nữa nha. Lady Gaga. Kỹ năng đầm xa của mình là nút quy. Rồi, xong rồi đấy. Rồi, tụi mình khám phá kỹ năng đó thôi. Đó, tốt nhất là nên thử với mấy cái cục bay bay đó đi. Mình đang ngủ hôm nay là cùng đi phiêu lưu của ngục tối hả? Không có đâu, hôm nay cũng chỉ con nghiên cứu thôi. Tôi chủ yếu là nghiên cứu vấn đề học thực chứ không đủ sức để tham gia mấy cái đinh gần như thế này. Setting audio đó, nhạc thì cũng tương đối nghe, cũng tương đối hay á. Nút quy hả? Mỗi nút quy nó tốn cái gì ta? Hình như nó còn thu hồi được nó. À, ném ra khi nguyên cái cục xích sắt luôn. Được, nó chết làm sao? Bấm lần nữa để nó nổ à? À, ok. Đẩy nó đi được không? Không được. Nó nổ thì cũng không có gây sát thương cho mình. Đẩy được, đẩy được. Không có mà hướng ra xa hay là được nha. Nó chỉ có địch ngay trước mặt mình như thế này thôi. Đây, như thế này chắc được nè. À đúng rồi đó. Ủa chỗ này chỗ nào vậy nè? À cái chỗ biển hướng dẫn. Quy được không? Quy không được, chỉ có Z thôi. Ủa gì vậy? Rồi phải để ở rất là gần mới được. Làm khó nhau thế. Đi mấy cái chỗ này thì anh em nào sợ độ cao thì thôi rồi luôn. Chiếc cây nhìn nó mọc cái ghế rồi con kìa. Bò bít tết không được, chỉ cho nó ăn được thôi. Ơi, cho bò ăn cũng đạt được cái thành tựu nữa.
định được cái gì đấy. Trời, tính đâu sử dụng gió mà chỉ đường giống hơn mà gió tập Tsushima quá chứ. Ồ, mình có thể sử dụng cái xích của mình vô đây để có thể kéo nó đi luôn, giống là cái hốc vậy đó. Nghĩ xem điều đó tuyệt vời như thế nào. Ủa sao sao? À, kéo nó thôi chứ không có đu. Tôi tính đâu rồi, như cái hốc. Con gì bự quá vậy? Dạ, đau vậy? Bao nhiêu mana mình mới mà thả được cái cục đó ta? Bây giờ mình còn có một vạch không à? Bên này thiết kế như thế này có đường không? Có kho báu gì không? Ai giống mát super quá đây. Dễ đố nè, dễ đố nè. À, thả cái cục dép vô đây thôi. Ủa không được hả? Ủa tôi tưởng thả cái cục nổ vô đây rồi móc cái này lên. Rồi xong rồi canh lúc nó vừa lên thì nó nổ thôi. Ngày hôm qua một trận động đất thì đã phá vỡ cái nơi này rồi. Nhìn thấy cái đống đá nó phía trên cái cầu thang không, không thể đeo lên được nữa. Khỏi mô tả nhìn là biết rồi. Đây nè, tôi nghĩ là thả cái dép vô đây thôi. Đó, nó tự vô luôn kìa, nó cái quy lên đây. Xong rồi lúc mà kéo nó lên á. Tập kích, ủa? Cái trái nổ rồi. Đơn giản. Lúc này để leo. Mấy cái đoạn này thì nó lại không tốn mana ta. Ủa? Không được. Tính đầu đục cái lỗ đi nhảy xuống mà không phải. Dương, 500 nó không? Ngàn luôn. Ủa dưới này còn đống đồ chưa có nhặt nào. Ê ê. À cái chỗ đó con bé nó đang ngồi ở gốc cây, nó hướng dẫn mình cái đầu tiên nãy. Ủa bên đó còn đường nữa kìa. Từ từ đi lại cái đó. Trời ơi, nhảy xuống cái mắt cúc máu thiệt tình. Nãy không để ý trên này có đường. Đó, mém nữa, sót cái gương thấy chưa. Ba lọ hút hồi máu nhỏ. Ủa, mình mở gương là nó cũng hồi máu nữa ta. Tương tác được không? Không. Cơ chế nó cũng dần dần thú vị rồi đó. Kết hợp hai cái hốc với mà mấy cái tương tác môi trường như thế này. Chứ cũng bắt đầu có yếu tố dễ đố rồi. Ủa gì hết đó hả? À con mới bắt đầu vào thôi. Rồi mình sẽ thấy cái độ khó của mấy cái đinh gần như thế này là một sừng. Mình đúng là một sừng luôn á. Trời sắp mưa rồi trời. Khi hoàn thành mỗi cái đinh gần đó mình sẽ tăng thêm một tí máu, tí tẹo máu nữa. Ồ, nhìn cái hầm mỏ đã hả? Con này thiết kế môi trường cũng khá là ổn, mặc dù cái đồ họa nó hơi đau mắt tí. Tôi thì vẫn không thích cái mà cách đồ họa này đâu.
Bỏ đi nào. À, người tính mém nữa, nhảy xuống rồi, nhảy xuống cái này là chuyển sinh luôn á. Ê, nhìn ghê bãi. Không nghĩ sao mà đi du lịch nó lại vô mấy cái nơi như thế này. Nghệ thuật. Đâu nữa không? Ra đây, ra hết, bơi hết ra đây. Ồ. 500. Chắc là đẩy ba cái xe vào ba cái chỗ thôi. Rồi, dễ hơn. Game dễ đốt quá dễ luôn, không bằng một góc logic ít cáp này. Ủa? Ồ. Ý của nó là hai cái là mở được cái cửa đó. Ủa? Mấy cái nút này để làm gì? Để chơi vậy à? Ôi, ngồi sao vậy? Chết tôi rồi. À, mấy cái nút này để vậy. Chào anh Niên, đang xếp hàng vào cái đinh gần à. Cho đứng đây. Tôi đang làm việc của mình, cảm ơn. Tôi đang ghi chép về một cái mảnh ở chỗ này thôi. Nó là cái tạp chí từ gốc. Gốc kịp nó là gì ta, nấu ăn hả? À? Cúc thì mới nấu ăn chứ gốc kịp đó tôi không biết rồi. Đứng đây cả buổi chiều luôn à. Đã đi vào ba cái đinh gần rồi, hợp đồng của tôi thì thực sự không có cái gì thay cả. Muốn đi vào sâu hơn đó. Rồi, chắc là không đủ cái đó đâu, mình dắt thanh niên rồi đi. Con cam bớt đó. Rồi, bye bye. Tôi cũng chả hiểu anh Liên có nói gì nữa, nhiều chữ quá, gặp dân dốt như tôi thôi rồi luôn. Tomb Raider thì cơ chế mà anh đã lép à, cơ chế mà di chuyển của nó mượt mà hơn nhiều. Ồ. Kìa, cái cổng dưới đó kìa. Đơn giản vậy thôi đó. Chỗ này chắc không có đường đâu. Cái gì? Con này nó chạy tỉnh tỉnh. Đó là gì đó? Không được nha, nó bị lăn. Dĩ chắc mình phải đặt ở đây cho nó lăn thẳng vào. Không được luôn. Thôi rồi, không cần phức tạp như tôi nghĩ, cứ thả xuống bình ổn là được.
Ủa đường nào nữa ta? Đường trên. À đúng rồi, đường này. Sử dụng cái mà đòn kỹ năng phép thuật của mình để phá vỡ cái đốt siêu ma pháp của nó. Né không kịp. Mấy cái này thì không nhặt được cái gì cả. Đi đâu nữa ta? Chỗ này nãy mình mới đi xuống. Đây đây đây, đây. À, nó giới thiệu cho mình cái tính năng hết thôi. Ủa sao vậy? À trời ơi, tưởng cái cục mà bong bóng kia đó game dễ đố phải như thế này chứ. Có quick time event hay là cái gì nữa không? Cái mặt của anh em ơi. À mình phải bẻ cua. Rồi hiểu rồi. Trái phải. Bên trái. Quick time event của chúng ta đây. Trái phải như nhau à. Nó đưa ra cái đó để hướng dẫn mình là chuẩn bị có vấn đề gì để né, thấy không? Trời ơi. Mém nữa tôi bấm nút Enter là nó gỡ sẵn cái vật luôn rồi đó. Đi chơi ở đâu không chơi, đi chơi mấy cái chỗ nguy hiểm như thế này thiệt tình á. Rồi từ cái chỗ này mình đi lại mình ghé trái là nó qua bản. Hả? À bây giờ phải đưa cái xe qua chỗ này nè, rồi xong rồi mình phải đi cái đường bên trái nó vòng lên trên đó. Đi xe đi từ từ thôi, chóng mặt quá. Rồi bây giờ đưa lại cái xe nãy, nhưng mà thay vì đi lấy kho báo thì chúng ta đi thẳng luôn cái đường đó cũng được phết.
Rồi xong. Ê. Ê. Không, phá cái mà camera vô khó nhìn quá. Cầm đánh quá rồi. Ây da. Ok. Coi, hôm nay chúng ta đi tạm hai đinh gành thôi. Trời mưa lớn quá thì tôi không dám chơi nữa. Sáng sáng nó đánh bể đầu luôn. Tới đó không chừng vô đinh gành thiệt luôn á. Đang ở trong rừng rú mà trời mưa rồi trời gầm như thế này nữa. Đợi hết buổi tối nay cái đi rồi chúng ta nghỉ. Nó thế nào? Tốt lắm, tuyệt lắm. Tôi có thể mà làm tốt hơn nữa. Da của tôi thì nó bắt đầu mà giống như sáng lên nữa. Tôi hy vọng là làm gì đó nữa. Nói nhiều quá, tập trung vấn đề chính đi. Đi nghỉ dưỡng mà như đi mà làm mấy cái nhiệm vụ hầm ngục kiếm tiền vậy đó. Khổ phết luôn. Khám phá cái thị trấn vào tối nay xem. Tôi ok, đang cũng muốn đi lắm. Rồi đi vòng vòng khám phá xung quanh đây thôi. Tôi thì nếu như tôi biết chuyện hình tôi bớt này á, chúng ta sẽ đi gặp mặt một người một vài ngày nữa. Bây giờ đi vòng vòng xung quanh xem có điều gì mới mẻ rồi khám phá không. Cho em này lại có gâu ta. À cái môi chứ không phải là gâu. Trời ơi, gâu hay là môi? Rồi em này sẽ thêm cho mình một số thông tin về những người gần ở đây. Khi mà mình gặp gỡ thì có thể gặp con chó luôn. Ây da, bắt đầu anh em thấy giống mà persona chưa? Sau cái thời gian chúng ta đi đinh gần vào mỗi cái buổi tối hay buổi sáng ban ngày đó, thì chúng ta có thể đi vòng vòng để duy trì cái mối quan hệ với những người này. Giúp tìm con chó bị lạc ở trong cái đinh gành ẩn hả? Giúp tìm một cái đinh gành ẩn. Khi mà mình quan hệ, có mối quan hệ hảo hữu với chó thì lên bậc 1. Em này bậc 1 thì anh lock thêm cái nhân vật là Cobendium. Tăng thêm một cái lock MP nữa. Một lock HP nữa. Còn nữa hả? Ô 20.000. Tăng cái mà thêm một cái đợt né tránh cho nó giảm stamina. Hồi nãy là tôi chỉ né được 2 lần là hết stamina. Cái đòn tấn công thêm hiếm thêm nữa. Cơ bản thì chúng ta chỉ có 16 người thôi. 4 trang 1, 2, 3, 4 4 trang 16 người. Chúng ta đã gặp được 5 trong số 16 người đó. Rồi ok. Một sáu. Những cái cửa hàng bên đây á, sẽ không mở cửa cả đêm đâu. Mình nên chắc chắn là cái thời gian mình ghé qua để mua hàng trước khi mà tập cái tổ đội đi tham gia đó.
như cái hiệu thuốc bên đó, nó ở gần bên là cái ô vuông chính hả, cái quảng trường. Đây là nó có, họ đang có những cái lọ thuốc miễn phí ngày hôm nay đánh dấu trên bản đồ mình rồi. Ở đâu đây, mình ở đây đi xuôi theo con đường này rẽ trái là được. Ủa hoặc là đi thẳng xuống đây luôn rồi đi qua. Rồi đi thôi, càng sớm càng tốt. Sáng chiều tối giờ khuya rồi, luôn luôn lên kế hoạch cho ngày hôm sau để mà đạt được cái chuyến hành trình tốt nhất. Persona à, nghĩa trái đây. Hai nghìn rưỡi, em có 4.000 à. Thôi thôi, nay chúng ta ngừng đây được rồi. Trời mưa lớn quá. Ok, bye bye anh em. Chúc game game này khá thú vị đó. Nó nhẹ nhàng giải trí. Anh em thích Persona thì có thể thử qua cái con game nhẹ nhàng tương tự như thế này.